Hiệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Sáng sớm ngày hôm nay thì có một thông tin đã làm cho rất nhiều cô chú và các anh chị thấy hoang mang và lo lắng về sắc lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống hết hạn ngày 31 tháng 12 này. Sau khi đã tìm hiểu kỹ các thông tin thì Hiệp xin chia sẻ với mọi người cập nhật tình hình này. Trước tiên thì mọi người đừng hoang mang. Mọi người xem chi tiết trong video clip này nha. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì sáng sớm ngày hôm nay, trên website của Nhà Trắng, Tổng thống vừa mới ký một bản gia hạn. Thì bản gia hạn này đã vô tình làm cho mọi người hiểu lầm về sắc lệnh ngừng cấp visa, ngừng cấp thẻ xanh của Tổng thống ngày 31 tháng 12 năm 2020 mà mọi người đang chờ đợi. Chi tiết bản ghi nhớ này là Tổng thống gia hạn về vấn đề gì thì sẽ chia sẻ với mọi người. Đây là bản gốc về việc gia hạn của bản ghi nhớ được đăng tải trên Nhà Trắng, mọi người có thể theo dõi. Phần này là tiếng Anh nên Điệp sẽ bấm dịch ra tiếng Việt để mọi người tiện theo dõi. Bài này được đăng trên Nhà Trắng thì có ghi là bản ghi nhớ về việc gia hạn, bản ghi nhớ các biện pháp trừng phạt thị thực ngày 30 tháng 12 năm 2020. Theo thông tin được đăng trong bài này thì mục 1 là Tổng thống ghi vào ngày 10 tháng 4 năm 2020 tôi đã ký một bản ghi nhớ nêu chi tiết rằng các quốc gia từ chối hoặc trì hoãn bất hợp lý về việc tiếp nhận công dân, đối tượng, công dân hoặc cư dân của họ từ Hoa Kỳ trong thời gian đại dịch diễn ra do SARS-CoV-2 gây ra, những rủi ro, sức khỏe cộng đồng không thể chấp nhận được cho người Mỹ. Tôi xác định rằng Hoa Kỳ phải có khả năng thực hiện việc hồi hương những công dân nước ngoài vi phạm pháp luật của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra và nguy cơ sức khỏe cộng đồng đang tiếp diễn mà nó gây ra cho người Mỹ, tiểu mục D của mục 3 ngày 10 tháng 4 năm 2020, bản ghi nhớ về việc biện pháp trừng phạt thị thực được sửa đổi như sau. Bản ghi nhớ này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Tổng thống chấm dứt. Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Bộ trưởng An ninh Nội địa, nếu thích hợp và khi các lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và các rủi ro liên tục về sức khỏe cộng đồng có thể được đảm bảo, thì sẽ đệ trình một khuyến nghị chung cho việc chấm dứt đó. Đây là phần mục 1 của bản ghi nhớ và Tổng thống vừa mới gia hạn. Thì bản ghi nhớ này đã vô tình làm cho mọi người hiểu lầm. Thì Điệp xin chia sẻ với mọi người cái nguồn gốc của cái bản ghi nhớ này. Cô chú và các anh chị có thấy là bản ghi nhớ này nói là gia hạn cái bản ghi nhớ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Mọi người cũng biết là sắc lệnh Tổng thống ngừng cấp visa, ngừng cấp thẻ xanh mọi người đang quan tâm thì được ký vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, không phải là ngày 10 tháng 4 như cái bản ghi nhớ này. Chi tiết về cái bản ghi nhớ ngày 10 tháng 4 năm 2020 này là gì? Điệp xin cập nhật đến với cô chú và các anh chị các bài đăng cũ. Đây là bài đăng cũ vào ngày 10 tháng 4 năm 2020 trên website của Nhà Trắng. Đây là bài gốc của bản ghi nhớ. Sau khi cái bản ghi nhớ này được công bố thì các bài báo của Việt Nam cũng đã có chia sẻ về thông tin này. Cô chú và các anh chị có thể tra trên Google để chúng ta có thêm thông tin. Như cô chú và các anh chị chỉ cần tìm kiếm trên Google, ví dụ như là Tổng thống Mỹ dọa trừng phạt cái nước không nhận người trục xuất, thì cô chú và các anh chị sẽ tìm được những bài báo cập nhật về thông tin này. Đây là những bài báo cô chú và các anh chị có thể thấy là đã đăng vào ngày 12 tháng 4, 11 tháng 4. Sau khi bản ghi nhớ của Tổng thống được công bố ra thì các bài báo của Việt Nam cũng đã có cập nhật thông tin này. Chi tiết của bản ghi nhớ này cụ thể là Tổng thống Trump dọa trừng phạt các nước không nhận người bị trục xuất. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cấm thị thực đối với các quốc gia từ chối nhận người di cư bị Mỹ trục xuất trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong bản ghi nhớ gửi Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm ngày 10 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu ý đại dịch COVID đang diễn ra phức tạp và nhấn mạnh cần phải đảm bảo việc hồi hương những người vi phạm pháp luật Mỹ. Theo chỉ đạo này, Bộ Ngoại giao Mỹ trong vòng 7 ngày phải lên kế hoạch áp dụng biện pháp trừng phạt thị thực đối với các quốc gia bị Bộ An ninh Nội địa cho là đang cản trở hoạt động cần thiết để ứng phó với đại dịch khi không chịu tiếp nhận những người di cư bị Mỹ trục xuất. Tổng thống Trump không nêu cụ thể quốc gia nào. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều không bình luận thông tin.
Thông tin này cũng đã được đăng tải trên báo VCCI của Việt Nam. Cô chú và các anh chị cũng có thể thấy là báo này cũng đã cập nhật vào ngày 11 tháng 4 năm 2020. Tổng thống Trump dọa trừng phạt các nước không nhận người bị trục xuất. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cấm thị thực đối với các quốc gia từ chối nhận người di cư bị Mỹ trục xuất trong bối cảnh COVID-19 diễn ra phức tạp. Các bài báo này cũng có nội dung sẽ tương tự nhau. Có nghĩa là Tổng thống sẽ cấm vận thị thực đối với những nước nào mà không nhận những người di cư của nước đó mà vi phạm pháp luật Mỹ. Nên Tổng thống không muốn những người vi phạm pháp luật đó còn ở bên Mỹ. Theo đó, các quốc gia không hợp tác nhận công dân của mình, những người bị trục xuất khỏi Mỹ vì vi phạm pháp luật sẽ bị trừng phạt thị thực. Giới chức Mỹ đã áp dụng các quy tắc xuất nhập cảnh mới từ ngày 21 tháng 3, với quy định được phép trục xuất những người nhập cư trái phép ngay lập tức mà không áp dụng theo quy trình thông thường. Động thái này của Tổng thống Trump được đưa ra khi một số quốc gia kêu gọi Mỹ ngừng trục xuất người nhập cư trái phép khi mà dịch COVID đang diễn ra hết sức phức tạp. Hiệu lực của bản ghi nhớ này cũng là vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng trùng với thời hạn của sắc lệnh ngừng cấp visa ngừng nhập cư của Tổng thống, cũng là ngày 31 tháng 12 năm 2020, nên khi Tổng thống ký gia hạn cái bản ghi nhớ này thì làm mọi người đã hiểu nhầm và làm gây ra rất là nhiều hoang mang cho cô chú và các anh chị. Do đó thì bản ghi nhớ này không có liên quan tới sắc lệnh ngừng cấp visa, ngừng nhập cư của Tổng thống sẽ hết hạn vào ngày hôm nay giờ Mỹ, ngày 31 tháng 12. Cho nên thông tin cuối cùng thì sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật đến với cô chú và các anh chị. Thật sự thì bản thân Điệp rất là mong kỳ này Tổng thống sẽ không ký gia hạn sắc lệnh ngừng cấp visa, ngừng nhập cư của cô chú và các anh chị để mọi người có thể được sớm đoàn tụ với người thân của mình ở Mỹ. Chúng ta cùng chờ đợi thêm một ngày nữa. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Hoàn toàn miễn phí. Và cũng như là để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp đăng lên chia sẻ với mọi người về di trú. Cảm ơn tất cả mọi người.